Nghĩ mà buồn. Mất hết rồi. Bao nhiêu năm gom góp tần tiện được một tí, bây giờ tay trắng tay. Đêm qua chúng nó vào khám xét nhà, nó lấy hết máy vi tính của anh. Sao mày biết? Tôi gọi điện cho con Hằng. Giời ơi mình ơi, thế là mình giết tôi rồi. Sao mày ngu thế hả mình? Trong cái máy tính gì nó có? Ôi giời. Giết chóc gì ở đây chứ? Mà anh không thương con anh sao? Tôi nói bà rồi, ta không được gọi điện cơ mà. Thế bảo gọi điện ở đâu? Ở đâu? Nói. Em nhờ điện thoại của bà bán phở ngoài chợ. Sao ngu thế rồi? Ngu lâu như thế này thì còn lâu mới chết nhá. Thôi, dọn tất cả đồ đạc đi đi, nhanh lên. Nhưng mà đi. Giờ đi đâu? Ở đây không yên ổn được nữa nhá. Gọi taxi luôn đi. Xe để ở đây, khi nào có điều kiện thì quay lại đây lấy xe sau. Nhanh lên. Nhưng mà sao phải đi taxi? Rồi. Bây giờ nghệ cưỡi con xe của mình với cái biển số như thế ra ngoài đường, khác nào lại ông tôi bụi này. Tôi đây đến mà bắt. Này, khẩn trương. Nhanh lên. Vào dọn đồ đạc đi. Chú ơi. Sao chú ạ? Long đây à? Tình hình thế nào rồi? Vào đây cháu. Dạ vâng ạ. Cháu ngồi xuống đi. Cháu đã được số điện thoại của bà Liên đang sử dụng ạ. Chúng nó đã biết chưa? Dạ chưa ạ. Lấy được số xong là cháu về báo cáo chú ngay ạ. Được rồi, cháu cứ đưa số máy này cho thằng Lâm. Và nhớ là phải ghi âm cuộc điện thoại. Còn chú kia chỉ đạo những gì thì phải báo cáo chú ngay. Dạ vâng ạ. Cháu có tin chắc là thằng Lâm sẽ rủ cháu đi tìm ông Tuất không? Dạ, về việc này thì cháu chắc chắn chú ạ. Thằng Lâm lúc nào cũng rủ cháu vào những vụ như này ạ. Vì sao nó lại tin cháu như vậy? Nói thật với chú, cháu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi báo cáo với chú về việc này. Cháu thực sự muốn lập công chuộc tội. Trước đây cháu đã có những vấp váp, sai lầm để thằng Lâm khống chế, bắt làm những việc trái với lương tâm chú ạ. Chú hiểu rồi. Thôi được, chuyện đó sẽ tính sau. Trước mắt chú biểu dương cháu đã dám nói ra sự thật. Còn nhiệm vụ của cháu bây giờ là phải giúp cho ban chuyên án bắt bằng được ông Tuất. Cháu thấy thế nào? Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Tốt. Thế nhá. Mà này, chuyện này á phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Dạ vâng. Rõ chưa? Cháu nhớ ạ. Thank you.
Alo, cháu và thằng Lâm bắt đầu xuất phát ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban giám đốc, cán bộ công an tỉnh do Thiếu tướng Giám đốc Nguyễn Văn Hoạch làm trưởng đoàn vào viếng. Trọng Hà, một phút mặc niệm bắt đầu.